các bạn mọi người biết này, đây là cây đinh lăng này. Cây đinh lăng này rất là tốt cho sức khỏe và nó có rất là nhiều công dụng, đặc biệt là đối với người già. Thì nấu cái này phơi lên, nấu uống như nước trà để giúp cho ngủ ngon, tiêu hóa tốt và nhiều công dụng khác như tốt cho dạ dày nữa nha. Thì vừa rồi mình cũng có hái lên cho ba mẹ uống. Giờ cái lá này cũng già rồi, mình sẽ hái lên để phơi này. Và cái này có hai cách sử dụng nha. Một là mình sẽ hái lên phơi phơi khô và cắt khúc ra thì mình nấu như trà để uống. Cái thứ hai là cũng dùng tươi như thế này nè, rồi mình cắt khúc ra, khúc ngắn thôi, khúc ngắn khoảng khúc ngắn như này này thôi nè, khúc ngắn như thế này khoảng 3 hoặc 4 cm, rồi mình sao lên, sao vàng. Sau đó mình đổ nước vô nấu uống cũng được. Đây là cái cây đinh lăng rất là tốt cho sức khỏe. Cái hoa đinh lăng này, cái quả của đinh lăng này, quả của đinh lăng này, đây là cái quả của đinh lăng. Em mình hái mấy cái lá này lên, hái lá già này lên. Mấy cái lá già này mình hái lên mình nấu uống rất là tốt. Cực quá. Đó, cái đinh lăng. Đây là công dụng của đinh lăng, đặc biệt là chữa mất ngủ cho người già nha, rất là tốt.